với sự tham gia của những quảng cáo lừa đảo trên YouTube. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp? Chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà thôi. Uống rồi. Tịch mới duy nhất hôm nay. Sỏi mật lâu năm chữa mãi không khỏi. Tin báo khẩn cấp, bác Thảo bị mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về? Bà con hết sức lưu ý. Bà con nào đang bị ho hen, ho thở, tức ngực, viêm phổi, viêm phế quản. Tin báo khẩn cấp, bác Thảo bị mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ. Nhớ chuột. Tôi nguyện chữa các bệnh xương khớp, cam kết 100% khỏi hẳn. Chỉ khi đồng ý không? Ba đời gia truyền nhà tôi. Cảm ơn sân cấp. Ủa, tôi đã chữa cho hàng nghìn bà con bị xương khớp. Ít cho mẹ, dành cho những khách hàng. Bà con ai bị đau nhức xương khớp muốn rút điểm chỉ sau một liệu trình. Bà con ai bị thoái hóa khớp, viêm khớp, mất vị trí đẹp. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp? Những cuộc vui bị ảnh hưởng vì quảng cáo. Tin báo khẩn cấp, bác nào bị mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, tê bì chân tay. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, gọi cho tôi. Những quảng cáo gây ám ảnh người xem. What the f***? Quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam.